Các bạn nào đã từng coi phim Titanic á, thì hàng trăm người mà nạn nhân của cái con tàu Titanic á, họ chôn ngay tại đây này các bạn, ngay tại Halifax, Nova Scotia này nè. Thì mình sẽ dắt các bạn đi tới cái nghĩa trang và chôn những người nạn nhân của con tàu Titanic á. Mình tới đó mình viếng thăm họ. Đêm ngày 15 tháng 4 năm 1912 á, thì các con tàu Titanic á là nó chở 2.200 đó du khách đi từ Nova Scotia để đi tới Newfoundland á. Thì gần tới về phía nam của Newfoundland thì con tàu đó, con tàu Titanic á, được gọi là unsinkable, tức là không có thể chìm được. Thì con tàu đó đụng vô cái tảng băng ở biển Bắc Đại Tây Dương, North Atlantic Ocean á. Thì khi đụng vô tảng băng như vậy á, thì chỉ có trong vòng 2 tiếng 40 phút thôi là con tàu đó chìm. Thì 2.200 du khách á, ở trên con tàu đó đó, thì phần lớn là chết. Nhưng thì người ta nói là tại vì chết là do quá lạnh đi, tại vì cái nước đó là freezing temperature, cái nước là cái nhiệt độ nó rất là lạnh. Một số sống sót thì lúc đó khi mà báo được thì người ta biết được thì 4 con tàu ra để nó lấy mấy cái xác người lại á, thì người ta chỉ có recover được 306 cái xác ở đó thôi. Thì phần lớn mang về đây là mang về cái nghĩa trang này đó các bạn, Fairview Lawn Cemetery, để người ta chôn. 150 thi thể đã chôn tại tại nghĩa trang Fairview Lawn Cemetery này. Thì cái thời gian đó là quá trời lạnh luôn, mà lúc đó là đâu có ai biết là đụng vô tảng băng là nó chìm đó các bạn. Thì về sau này á, các bạn thấy mấy cái cruise ship này hiện nay á, khi mà người ta tạo ra là người ta đây là tàu phá băng các bạn, thấy không? cái mũi là nó đâm vô cái, khi mà đâm vô tảng băng là nó tảng băng nó bể ra, nhưng mà tàu nó không bể. Thì các bạn thấy đằng sau mình đây là, các bạn thấy là Titanic Grave Site đó, người ta chỉ mũi tên đây nè. Mà chôn những người hơn 100 nạn nhân của con tàu Titanic á, được chôn ở nghĩa trang nó gọi là Fairview Lawn Cemetery. Thì nó cách đây khoảng chừng tầm khoảng chừng 2 dặm thôi các bạn. 2 dặm với tầm khoảng chừng nghĩ chắc là chừng 7 phút lái xe thôi, tại vì ở đây cái thành phố này nó chạy chậm với lại cả xe nữa. Cho nên mình dự tính là đoán là tầm khoảng chừng 7 đến 10 phút lái xe. Thì mình tới mình sẽ viếng thăm những người mộ của nạn nhân đó. Fairview Lawn Cemetery nó nằm cách đây khoảng chừng 0.5 dặm. Còn khi mình tới đây là mình đã được 2.321 dặm. Ở Fairview Lawn Cemetery đó. Thì đây là lần đầu tiên mà mình lái RV ra nghĩa trang các bạn, thì mình không có biết được là ở đây có chỗ đậu xe hay không. Cái đường này còn thấy cũng nhỏ, không có rộng lớn lắm. Các bạn thấy cái RV mình không là chiếm hết nguyên con đường này rồi. Đó đó mầm. Đó, Titanic Graveyard kìa mầm. Website kìa. Đó, họ nói là cemetery is a sacred place. Honor the memory of all the men and women and children buried in this cemetery as if they were members of your own family. Đó, họ nói là Titanic Graveside mà đi tới phía trước một xíu nữa đó. Đây là Fairview Lawn Cemetery đó các bạn, đây là nghĩa trang mà trên 100 người nạn nhân của con tàu Titanic các bạn được chôn ở đây nè. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tới những người mộ của trên 100 người đó. Thì các bạn thấy trên đây nó có các bạn nè, đó này là Titanic Gravesite đó. Với lại những nạn nhân mà nó gọi, người ta gọi là Unidentified Victims of Halifax Explosion đó, tức là cái việc nổ những nạn nhân của vụ cháy Halifax á. Không biết cái RV mình vô đây ra được không nữa. Mình thấy đường đây nó một chiều các bạn, cho nên mình không biết là cái RV của mình mới còn xe được hay không. Cho nên mình hiện nay mình không có biết nữa. Các bạn thấy con đường này nó rất là nhỏ nha, chỉ một xe thôi à. Nếu mà hai xe chạy thì một xe nó phải tấp vô lề để cho xe kia chạy qua. Thấy những người ta tới đây đó các bạn thấy không, người ta đặt tên cho những người mà đã qua đời ở đây nè. Không biết nhiều gia đình hay là ở đây nữa. Đây là những nạn nhân của cái vụ cháy của Halifax đó các bạn, vụ nổ đó. Thì trong cái video clip mà mình đi xe lội nước vừa rồi thì mình đã chia sẻ cái vụ cháy ở Halifax đó, nó xảy ra như thế nào đấy. Đây nè, trước mặt kìa, đây là Titanic Gravesite đó, là nơi chôn những người mà nạn nhân của con tàu Titanic đó. Họ chỉ mũi tên vào đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Travel của HS đã dắt các bạn đi từ thành phố Nashville
từ bang Tennessee đi tới all the way đi tới thành phố Halifax, đây là thủ phủ của tỉnh bang hàng hải Nova Scotia. Thì nơi đây Halifax, đây cũng là nơi mà chôn cất cả hơn 100 người nạn nhân của con tàu Titanic. Thì các bạn thấy đằng sau mình đây là các bạn thấy là Titanic grave site đó, người ta chỉ muốn tên đây nè. Và bây giờ mình sẽ dắt các bạn vô trong đó, mình cùng với các bạn sẽ thăm viếng mộ của những người nạn nhân của con tàu Titanic nha. Bây giờ đi dưới đây nè các bạn, đó dưới đây nè, bên đây nè mom, bên đây nè. Thì ở đây á, là đây là cái mộ, cái gravesite là cái mộ chôn đó các bạn, của những người Titanic. Thì cũng là những nạn nhân mà trong cái vụ cháy Halifax Explosion đó. Thì các bạn thấy ở đây nhiều người du khách người ta cũng đi viếng thăm đây. Ở đây mấy người tour guide, tức là mấy người hướng dẫn viên du lịch đó, dắt mấy khách du lịch đó tới đây luôn nè các bạn, để tham quan và viếng thăm những nạn nhân của tàu Titanic ở đây. Và các bạn thấy mấy nghĩa trang của Mỹ với Canada, các bạn thấy nhìn không có sợ lắm ha. Thì ở đây các bạn thấy họ để cái bảng nè, Titanic gravesite. Thấy không? Ngày 15 tháng 4 năm 1912 đó. Thì một cùng chết cùng năm các bạn thấy không? April 15, 1912 đó. Các bạn thấy không? Ngày 15 tháng 4 á, năm 1912 á, chết cùng năm. Mình biết cái số là số gì luôn ha. Số gì luôn ha. Đó các bạn thấy không? Cùng năm nha, April 19 hết nha. Thì họ chôn ở đây xong rồi họ để cái tấm đá các bạn. Tấm mộ bia rồi để ngày tháng năm lên trên đó. Mình biết con số này là số gì ha. 145 với lại số 10 hoặc là 268. Với lại bên đây nè các bạn, thế là dàn bia đá bên đó, cái một dàn đây nè các bạn, dàn đó luôn. Ở đây nữa nè các bạn, làm cùng năm nha. Mà theo cái bia đá này là chết cùng ngày cùng tháng đó. Vậy là hai cái bia này đó các bạn, ba dàn đó, ba hàng mộ bia rồi ba hàng đây. Thì các bạn thấy là đằng trước mình đó là cái nhóm mà du khách đó. Đó, vậy là mình có 4 hàng bia nha các bạn. Đây hàng thứ nhất nè. Đây hàng thứ hai. Bạn thấy không? Thứ hai người ta để cái mộ bia gì đây nè. Đây hàng thứ ba và hàng thứ tư. Đó mộ bia đó các bạn thấy không? Còn qua bên đây là các bạn thấy là cái khác này nè. Cái ngày tháng năm khác rồi. Đó. Titanic thì các bạn cũng biết được rằng là con tàu đó là lúc đó là con tàu lớn nhất thế giới. Và con tàu đó khi mà xây xong á, thì kiến trúc sư mà với lại engineer mà tạo ra con tàu đó quá là tự tin và ngạo mạn á, đặt tên con tàu là Unsinkable, tức là không có thể chìm được. Nhưng mà các bạn thấy từ xưa đến giờ á, mà tất cả cái gì á, trong lịch sử của thế giới á, ai mà bất cứ mà làm gì mà người ta quá tự tin mà người ta nói là không chìm được hoặc là không bao giờ mà thắng được, thì bao giờ á, cái kết quả cũng là ngược lại hết. Con tàu mang tên Titanic Unsinkable cuối cùng cũng đã bị chìm. Đó là cái sự ngạo mạn của con người đó. Các bạn thấy không? Khi mà làm gì quá tự tin, khi mà mình nói là không thể nào chìm được thì cuối cùng cũng đã bị chìm do đâm vào tảng băng mà chìm đó các bạn. Và đó các bạn thấy là ngày đó là ngày April 15 đó, năm 1912. Bởi vậy cuộc sống là cũng vậy các bạn thấy không?
Đó, chính vậy thì đây cũng là, nói chung là khi mà tới đây cái viếng mộ mộ những người mà nạn nhân của con tàu Titanic á, thì cũng là mình tưởng nhớ tới là lúc nào con người mình cũng phải khiêm nhường các bạn biết không, chứ kiêu căng mà hân hoan hay là gì đó là lần nào cũng vậy, hay là kết quả và giống như ngược lại cái mà mình đã, con người mà đã ngạo mạn. Tới đây mình cho biết được là con người mình nó nhỏ bé như thế nào so với tạo hóa. Vậy là mình đã dắt các bạn đi viếng những mộ bia của trên 100 người nạn nhân của con tàu Titanic được chôn ở đây. Đó, vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 ở ngay tại Halifax này, là thủ phủ của tỉnh bang hàng hải Nova Scotia. Thì trong bộ phim Titanic đó thì các bạn biết là ông đạo diễn đó, James Cameron đó, ông đã tới đây, ông cũng đã tới cái nghĩa trang này và ông cũng đã nghiên cứu rất là nhiều, tìm mấy cái tên với lại mấy câu chuyện mà các bạn như coi là bộ phim đó do cô tài tử diễn viên và Leo DiCaprio đóng bộ phim đó. Thì ông Leo DiCaprio cũng tới đây, các bạn cũng tới cái nghĩa trang này viếng thăm những nạn nhân của con tàu Titanic này trước khi mà họ làm bộ phim cái tài Titanic đó nha các bạn. Thì đó, ông đạo diễn James Cameron với lại Leo DiCaprio đó là tới đây để viếng thăm và họ tìm, họ cũng nghiên cứu rất là nhiều về những câu chuyện của những người đã thiệt mạng trong cái đêm bạc phận đó, ngày 15 tháng 4 năm 1912. Leo DiCaprio tới đây thì đây là Jay Dawson chết bông hoa người ta bỏ đây, là đây là nguồn cảm hứng cho bộ phim đó đó các bạn, Jay Dawson đó. He was the main character in the Titanic movie and Leonardo DiCaprio played him. Thì một trong những dấu ấn Titanic được biết đến nhiều hơn là dành cho một nạn nhân trẻ em không được xác định danh tính, được biết đến trong nhiều thập kỷ với cái tên là đứa trẻ vô danh. Thì không ai đến nhận thi thể nên đứa nhỏ đó được chôn cất bằng kinh phí do các thủy thủ của CS McKay Bennett, đó là con tàu cát đã vớt được thi thể của đứa bé đó cung cấp. Thì các bạn đã coi cái ngôi mộ của Jay Dawson đó, thì cái ngôi mộ đó đã trở nên nổi tiếng sau khi bộ phim Titanic ra mắt năm 1997 vì tên nhân vật của Leonardo DiCaprio trong phim là Jack Dawson đó. Nhiều khán giả xúc động trước câu chuyện đã để lại hoa và cuốn vé trước mộ Dawson khi bộ phim ra mắt lần đầu, và hoa vẫn tiếp tục được để lại cho đến ngày nay. Thì đạo diễn phim James Cameron cho biết tên của nhân vật trên thực tế không được lấy cảm hứng từ ngôi mộ. Nhiều nghiên cứu gần đây hơn đã tiết lộ rằng ngôi mộ thực sự thuộc về Joseph Dawson, một người Ireland từng làm công việc xén than trong phòng nồi hơi của Titanic. 29 nạn nhân Titanic khác được chôn cất ở những nơi khác của thành phố Halifax, 19 ở nghĩa trang Mount Olivet của Công giáo La Mã và 10 người được chôn ở nghĩa trang Nam Tước De Hirsch của người Do Thái. Nhưng mà phần lớn thì được chôn cất ở cái nghĩa trang này là Fairview Lawn Cemetery. Còn các nạn nhân khác thì phần lớn là đã chết chôn vùi ngoài biển khơi nha các bạn. Trong cái nghĩa trang Fairview Lawn Cemetery này cũng chôn cất những nạn nhân mà gọi là unidentified các bạn. Unidentified victims là những nạn nhân mà không có biết được thi thể là ai, tên gì luôn đó các bạn. Người ta đã chôn ở tại cái nghĩa trang này trong cái vụ nổ Halifax mà nổi tiếng ở thành phố Halifax, thủ phủ của Nova Scotia này. Người ta cũng đến đây người ta tham quan xem. Có những hướng dẫn viên du lịch dắt một đoàn người đi coi đó. Trên tàu cũng sống sót được vài người. Trong đó có một bà cũng kể lại câu chuyện đó. Bà cũng ngoài 100, hơn 100 tuổi. Con tàu Titanic bây giờ là hơn 100 năm rồi. Thì năm 1912 á, ngày 15 tháng 4. Thì các bạn cứ hình dung đi, cái biển ở đây, cái biển mà Đại Tây Dương này á, nó lạnh như thế nào mà cái thông tin này nó ngộ với nhau, nó hay nha. 2200 du khách đó là phần lớn á là đàn bà và trẻ em. Nhưng mà ngộ cái là khi mà con tàu nó chìm nha, đàn bà chết ít hơn đàn ông. Đó, hay vậy á. Đàn bà chết ít hơn đàn ông. Thì vì khi mà lạnh quá đó là người ta mới cống tay cống chân, người ta bơi đâu được, người ta chết rồi, phải không? Nhưng mà trẻ em và đàn bà sống sót nhiều hơn đàn ông. Thì phần lớn thi thể chết ở biển đó, vùi chôn lấp ở biển. Mấy cái tàu cứu hộ chỉ 4 con tàu chạy ra thì người ta lượm xác lên, thì người ta lấy được có 306 xác thôi. Người ta đem về đây là 150 thi thể người ta chôn ở đây. Còn lại là chôn ở mấy cái trang khác hoặc là ở ngoài biển này.
Bởi vậy á, cái Halifax này nó cũng là khu mà lịch sử về cái con tàu Titanic đó các bạn. Bây giờ mùa hè này nha, mùa hè rồi đó mà các bạn thấy là hả, mình ra ngoài nước thôi, mình đụng vô nước thôi á, 50 mấy độ F, tính là tầm chừng bao nhiêu, 11, 12 độ C thôi á, các bạn thấy không? Trời, nó lạnh như thế nào rồi. Không chỉ cái đêm đó, các bạn thấy không? Ở ngoài cái bờ biển Đại Tây Dương đó, Bắc Đại Tây Dương như vậy, nó lạnh như thế nào? Bạn băng, bạn thấy không? Iceberg á, là mấy cái tảng băng nó rất là lạnh. Nó đụng vô con tàu á, làm cho con tàu bể mà lúc đó người ta đâu có nghĩ được là tàu sẽ đụng tảng băng đâu. Đụng vô tảng băng thế là chừng 2 tiếng 40 phút là chìm. Sao mà sống sót nổi. Mình hy vọng cái video clip này hữu ích cho các bạn nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình á, nhớ bấm vào nút đỏ subscribe để không bỏ lỡ các video clip lần tới. Thôi mình xin thân ái chào tạm biệt các bạn và mình hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới nha. Bye bye nha.